Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối nội chính và ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh để đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 7 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và lãnh đạo Ban nội chính Tỉnh ủy. Trong 7 tháng năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, không có các điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo đông người. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính tỉnh đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chỉ đạo của các cơ quan tư pháp trung ương. Công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm được tăng cường. Các vi phạm tội phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, không để hình thành các loại tội phạm hoạt động có tổ chức. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp giải quyết các loại án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác thi hành án được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện kịp thời thỏa đáng. Công tác kiểm tra giám sát, thanh tra phòng chống tham nhũng được tăng cường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu từ nay đến hết năm 2021, các cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của chính quyền, giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2021, các nghị quyết, thông báo kết luận của tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của cơ quan trung ương, tăng cường phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, hạn chế các sai sót trong hoạt động tố tụng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong hoạt động tư pháp, thanh tra, kiểm tra, có các biện pháp hiệu quả để nâng cao tỷ lệ thi án dân sự, tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, gắn với thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2021 và các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ phòng chống bão lũ, phòng chống cháy rừng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 6 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Xây dựng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giao quyền giám đốc Sở Xây dựng đối với đồng chí Trần Việt Quý từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Trao quyết định điều động đồng chí Trần Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao vai trò của tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng Yên Bái trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Một trong ba khâu đột phá đó là xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược, có nhiều đổi mới trong công tác quy hoạch, đi trước một bước. Để đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của ngành, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cho rằng, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Sở Xây dựng, giao quyền và bổ nhiệm cho hai đồng chí vừa là vinh dự, vừa là trọng trách, đòi hỏi các đồng chí phải tiếp tục nỗ lực phát huy năng lực sở trường, lãnh đạo tập thể Sở Xây dựng hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó tham mưu cho tỉnh về công tác quy hoạch, nâng cao năng lực quản lý về hoạt động xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nhà ở. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Việt Quý, quyền giám đốc Sở Xây dựng Yên Bái, tiếp thu ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh, đồng thời hứa sẽ nỗ lực đoàn kết cùng tập thể Sở Xây dựng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đầu năm đến nay, các ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho trên 23.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến hết tháng 7, các ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân đã huy động vốn đạt trên 32.400 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay đạt 28.000 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Qua rà soát dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 là trên 6.600 tỷ đồng, chiếm 24% tổng dư nợ trên toàn tỉnh.
chia sẻ những khó khăn với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 1 2020 đến nay, các chi nhánh ngân hàng thương mại và Quỹ tín dụng nhân dân đã tháo gỡ khó khăn cho trên 23.500 khách hàng, đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 329 khách hàng với dư nợ là 243 tỷ đồng. Miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 118 khách hàng với dư nợ là 239 tỷ đồng. Doanh số cho vay mới từ đầu năm 2020 đến nay là trên 4.600 tỷ đồng. Giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu từ 0,2% đến 2,5% trên năm cho trên 17.000 khách hàng, dư nợ được giảm lãi là trên 11.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, lượng người, nhất là công nhân ở nhiều nơi trở về địa phương ngày một đông. Chính vì vậy, những lực lượng được giao thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch phòng chống bệnh Covid-19 tỉnh Yên Bái ra vào địa bàn đang phải căng mình làm nhiệm vụ. Không quản ngại ngày hay đêm, thời tiết nắng nóng, những thành viên của các chốt kiểm dịch duy trì chế độ trực 24/24 giờ để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, điều tra dịch tễ đối với người và phương tiện đi từ ngoài tỉnh vào địa bàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Mặc dù thời tiết nắng nóng oi bức, nhưng những thành viên liên ngành làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh COVID-19 đóng tại nút giao IC12 thuộc địa phận xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên vẫn phải làm việc dưới lán với tấm bạt che tạm. Đây là nơi có lượng người và phương tiện qua lại đông nên đòi hỏi cường độ làm việc của các thành viên lại càng cao. Tuy nhiên các thành viên tại chốt luôn tận tụy với công việc. Sự phân công về đây thì là cũng do thời tiết nắng nóng tiếp xúc với nhiều người trong nhiều người đi lại qua huyện thì là chúng tôi vẫn phải khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của từng đồng chí. Còn tại chốt kiểm dịch thuộc khu vực km 14 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình là tuyến đường huyết mạch có lượng người và phương tiện qua lại từ các tỉnh lân cận vào địa bàn khá đông. Do vậy, chốt kiểm dịch chia làm 3 ca, mỗi ca có 6 người, gồm 2 nhân viên y tế, 2 người là dân quân địa phương hoặc cán bộ chiến sĩ quân đội, 1 cảnh sát cơ động và 1 cảnh sát giao thông. Làm việc trong điều kiện thời tiết nóng nực nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên của chốt không một phút lơ là chủ quan để lọt bất cứ một trường hợp nào vào địa bàn mà không được đo thân nhiệt hoặc khai báo y tế. Lực lượng cảnh sát giao thông là lực đi đầu với cả lực lượng y tế. Thứ hai là trong cái việc nhiệm vụ của mình ấy, thứ nhất là mình dừng xe, thứ hai là yêu cầu lái xe xuất trình giấy test Covid, test nhanh và kết quả PCR. Thứ ba là yêu cầu lái xe xếp gọn vào số khai báo y tế, đo thân nhiệt. Đấy thì trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng thế này thì anh em cũng rất là vất vả để hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Mặc dù còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị sinh hoạt, nhưng các thành viên tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt đều nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, luôn tận tâm với nhiệm vụ được giao, không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Mấy ngày nay thì anh em rất vất vả trực chốt, các thứ là xe nào cũng phải vẫy lại để kiểm tra lên để đỡ tránh bỏ sót. Thời tiết thì nắng nóng thế này nhưng mà anh em vẫn phải ra đứng để vẫy lại về khai báo y tế, mà lượng người đi qua thì đông lắm, xe cộ có kiểu thứ đấy, đâm ra thì nó cũng căng thẳng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều tháng qua Yên Bái đã duy trì hoạt động nghiêm ngặt 9 chốt kiểm dịch trên toàn địa bàn. Các chốt kiểm dịch có sự tham gia của các lực lượng gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cán bộ y bác sĩ ngành y tế, thanh tra giao thông và lực lượng dân quân địa phương hoặc quân đội nơi sở tại. Những lực lượng này luôn túc trực 24/24 giờ, chia làm 3 ca, vừa phân luồng giao thông, lấy thông tin y tế, đo thân nhiệt, phun khử khuẩn. Trong quá trình hàng ngày làm việc thì em thấy là các anh bên y tế, công an và bên quân đội thì là làm việc rất là vất vả. Các anh điều tiết xe này là để vào người ta khai báo y tế, tránh cho ấy mình. Thứ hai là làm đây là cũng là cái thời gian người ta làm nó vất vả, nó không cố định được, là cả ngày lẫn đêm, như là mưa gió là như là cũng phải đứng ra ngoài để hết ăn uống. Nói chung là nhiều lúc là nó không được đúng bữa, hay là khi là không được ăn hay phải nhịn đấy, là để phải làm cái dịch này, chốt này. Thế là tôi thấy là trong cái quá trình là các anh bộ đội hay là các anh ấy này là rất là cẩn thận và làm rất là chu đáo để tránh cho cái dịch cái vào tỉnh Yên Bái của mình, nhưng mà đến thời điểm này là rất là tốt. Tất cả 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh đều được đặt tại các tuyến đường huyết mạch có lượng người và phương tiện qua lại đông. Mặc dù thành viên chốt mỏng nhưng trung bình mỗi ngày phải kiểm soát trên 5.000 trường hợp đi từ ngoài địa bàn vào tỉnh, trong đó có trên 1.000 lượt người đi từ vùng đang có dịch về địa phương. Không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch,
các lực lượng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các trường hợp di chuyển bằng phương tiện giao thông vào địa bàn để điều tra dịch tễ, đo thân nhiệt đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Với những nỗ lực của các chốt kiểm dịch, thời gian qua Yên Bái đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, góp phần cùng với toàn tỉnh ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đến nay Yên Bái là một trong số ít các địa phương trong cả nước chưa phát hiện trường hợp COVID-19 tại cộng đồng. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 8, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Gia đình anh Vàng A Giao thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân anh và vợ là người khuyết tật, ốm đau thường xuyên. Nhiều năm qua gia đình sống tạm bợ trong căn nhà chật hẹp đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có khả năng sửa chữa. Nhằm chia sẻ với những khó khăn đối với gia đình anh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 40 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà tình nghĩa đã hoàn thành với diện tích trên 50 mét vuông, kinh phí hơn 80 triệu đồng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Vàng A Giao thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách, động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở vươn lên trong cuộc sống. Ngày 5 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức hội nghị tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. Ngay sau khi nhận kế hoạch diễn tập, huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ kịp thời các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, ban hành các văn bản như chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập, kế hoạch tổ chức diễn tập, thành lập ban tổ chức, quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong quá trình tổ chức thực hiện, giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị xây dựng văn kiện, công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được truyền đạt giới thiệu đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh huyện, thứ tự nội dung, phương pháp diễn tập, hệ thống các văn kiện khối chính quyền và khối đảng đoàn thể trong tác chiến khu vực thủ huyện, thứ tự nội dung, tổ chức, phương pháp một số hội nghị trong diễn tập. Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các phòng ban đoàn thể, các xã của Trấn Yên nắm vững nguyên tắc, lý luận cơ bản, thứ tự các bước tiến hành chuyển trạng thái, công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện để tham gia diễn tập khu vực phòng thủ đảm bảo hiệu quả cao. Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 cho xã Phù Nham, xã Thạch Lương và phường Tân An. Cuộc diễn tập đã được thực hiện qua 3 giai đoạn gồm giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang thị xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng an ninh. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Nhờ nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt gắn với từng trạng thái quốc phòng và trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, cuộc diễn tập đã hoàn thành đúng, đủ nội dung kế hoạch đề ra. Trong phần thực hành thực binh, bảo đảm nhanh, gọn, an toàn, đúng quy định. Qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền trong tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang cấp cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thị xã, làm cơ sở để thị xã Nghĩa Lộ nâng cao năng lực, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Ngày 5 tháng 8, Công an huyện Lục Yên tổ chức bàn giao lại toàn bộ tài sản cho khách hàng bị quên tại quán cơm ở thị trấn Yên Thế. Trước đó vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8, ông Hoàng Mai Sơn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Việt, trú tại huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, đến ăn cơm tại quán cơm ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, ông Sơn không tìm thấy túi xách của mình nên đã báo tin tới Công an huyện Lục Yên. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Lục Yên cùng ông Sơn đến quán cơm thì được đại diện quán cơm trao trả tài sản sau khi làm các thủ tục theo quy định. Ngày 5 tháng 8, Công an huyện Lục Yên đã bàn giao toàn bộ tài sản cho ông Hoàng Mai Sơn gồm 270 triệu đồng tiền mặt, 300 đô la Mỹ, một dấu tròn của công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Việt, một dấu vuông chức danh giám đốc Hoàng Mai Sơn và một số tài sản khác. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ 3 đối tượng phạm tội giết người tại thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Trước đó ngày 1 tháng 8 năm 2021 tại thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, xảy ra vụ nổ mìn tự chế khiến ông Chảo Chờ Plau, sinh năm 1952, trú tại thôn Làng Ca tử vong. Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, khẩn trương huy động lực lượng, tiến hành điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4 tháng 8 năm 2021, ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây án là Sùng A Tùng, sinh năm 1980, Chảo A Sang, sinh năm 1976 và Sùng Nủ Dê, sinh năm 1974,
cùng trú tại thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận do Tùng Sang có mâu thuẫn với ông Plau từ việc tranh chấp đất đai. Ngoài ra, Tùng Sang và Dê đều cho rằng ông Chảo Chờ Plau là người đã thả ma khiến gia đình các đối tượng bị ốm đau bệnh tật và tìm cách giết ông Plau. Các đối tượng đã dùng số thuốc nổ nhặt được trong quá trình làm nương rẫy và mua kíp nổ, pin, bi xe đạp chế tạo một quả mìn đem chôn dưới đường ống nước của gia đình ông Plau, sau đó dùng dao cắt đường ống. Sáng hôm sau khi ông Plau đi kiểm tra đường ống nước đã bị mìn nổ tử vong. Qua khám xét, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thu giữ tại nhà Tùng một khẩu súng quân dụng, 10 viên đạn, một túi thuốc súng kíp và một túi ni lông chứa nhiều chất rắn nghi là thuốc nổ, hai túi ni lông chứa nhiều hạt kim loại dạng đạn súng kíp. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt tạm giam 3 đối tượng Sùng A Tùng, Sùng Nủ Dê và Chảo A Sang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đang khởi sắc theo hướng đô thị hóa nên giá đất đang ngày càng tăng. Nhưng khi chính quyền vận động bà con dịch rào hiến đất để cải tạo nâng cấp các tuyến đường, nhiều hộ dân đã vui vẻ hiến một phần diện tích đất vàng để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị. Những ngày này, không khí thi đua sôi nổi giữa các tổ dân phố với hoạt động Ngày thứ bảy cùng dân được triển khai rầm rộ trên địa bàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Tại tuyến đường Nguyễn Du thuộc tổ dân phố 7, không khí dịch rào hiến đất trong Ngày thứ bảy cùng dân của bà con nơi đây diễn ra sôi nổi. Hơn 40 hộ dân dọc tuyến đường đã tự nguyện phá bỏ tường rào, cổng nhà kiên cố, di rời các công trình phụ trợ, chặt cây ăn quả lâu năm, hiến đất, tài sản trên đất của gia đình để mở rộng hành lang, xây dựng các tuyến đường, đảm bảo quy chuẩn đường đô thị mà không đòi hỏi điều gì. Bởi họ đều nhận thức được rằng khi con đường này được mở rộng, việc đi lại phát triển kinh tế sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Theo cái chủ trương họp dân thì là tất cả mọi người dân đều hiến đất để chúng ta mở rộng con đường ra. Thế thì gia đình tôi thì cũng như những nhà gia đình khác thôi là hiến cái đất để mở rộng con đường ra, thì đất nhà tôi thì hiến tầm khoảng hơn 80 mét vuông. Thế nhưng mà cái này là đều là tự nguyện chứ không chúng tôi tự nguyện để mở rộng con đường này cho nó khang trang xóm làng. Với quan điểm việc phố, việc làng, tấc vàng cũng hiến, nhiều hộ dân trên tuyến đường này mặc dù đã làm nhà, xây cổng, tường bao kiên cố, nhưng vì lợi ích chung của cộng đồng đã vui vẻ hiến đất, thu hẹp tường rào, công trình phụ, lùi cổng với suy nghĩ giản dị là góp sức cùng chính quyền xây dựng địa phương phát triển giàu đẹp. Từ sự đồng thuận của người dân, chỉ trong buổi sáng ngày thứ bảy cùng dân, trên 2.500 m2 đất trị giá gần 7 tỷ đồng của 43 hộ dân trên tuyến đường Nguyễn Du thuộc tổ dân phố 7 đã được hiến tặng. Bà con còn phá bỏ trên 700 m2 tường rào, cổng xây, chặt hàng chục cây ăn quả lâu năm như mít, nhãn, tháo dỡ các mái tre, mái vẩy của gia đình trị giá gần 1 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường. Được sự quan tâm của huyện và thị trấn đã mở cái con đường để cho dân sinh, để đẹp cho bộ mặt của thị trấn. Thì gia đình chúng tôi mặc dù là mất rất nhiều đất, ví dụ hàng trăm mét vuông, nhưng theo tôi cảm thấy là những cái tương lai, vì tương lai lâu dài của xã hội, vì con em chúng ta, cho nên gia đình chúng tôi rất là đồng tình và cũng cảm thấy được sự cái quan tâm của huyện và của thị trấn. Cái đấy dân chúng tôi rất phấn khởi. Không chỉ có tuyến đường Nguyễn Du mà hàng chục hộ dân sống trên tuyến đường Kim Đồng, tổ dân phố 10 đã hiến trên 1.500 m2 đất, phá bỏ gần 600 m2 tường rào, công trình vật kiến trúc. Cây ăn quả trị giá trên 800 triệu đồng để hoàn thành tuyến đường nội thị rộng rãi, thoáng đãng, khang trang. Thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển thị trấn Mậu A trở thành đô thị loại 4 vào năm 2025, ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy thị trấn Mậu A đã gắn phong trào tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông với thực hiện ngày thứ bảy cùng dân để huy động sự đóng góp ngày công của cán bộ, công chức, viên chức vào phong trào chung của thị trấn. Đồng thời vận động nhân dân dịch rào hiến đất để mở rộng một số tuyến đường từ 2,5 m lên 7 m có hệ thống rãnh thoát nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo vệ sinh môi trường của nhân dân. Việc mở rộng đường giao thông là bài toán vô cùng khó khăn, nhất là trong đô thị, bởi tấc đất tấc vàng. Nhưng tại thị trấn Mậu A, điều này dễ dàng được giải quyết với phương châm dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Đảng ủy chính quyền huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các cơ quan ban ngành, đặc biệt là cấp ủy và các đoàn thể cũng rất tích cực vận động để nhân dân hiến đất làm đường, trong đó cán bộ đảng viên tiên phong làm trước. Khi ý đảng đã hợp với lòng dân thì việc khó mấy cũng làm được.
Trước sự đồng thuận của người dân, thị trấn Mậu A đang mở rộng nhiều tuyến đường, liên tổ dân phố mà không lo kinh phí cho việc đền bù giải phóng mặt bằng. Trước khi thực hiện tuyến đường này, thì chúng tôi đã tổ chức họp dân lấy ý kiến của nhân dân về việc mở rộng tuyến đường từ 2,5m lên 7,5m. Và tại hội nghị đó thì là 100% các hộ gia đình trên tuyến đường Nguyễn Du đều đồng thuận rất cao. Bà con đã phá rất nhiều rào, hiến rất nhiều đất và thực hiện rất là sôi nổi. Đây cũng là cái mô hình mà thị trấn Mậu A trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhân rộng để làm trên toàn địa bàn thị trấn. Trong khi ở nhiều nơi xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp kéo dài vì tranh chấp đất đai gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chung của xã hội, thì những tấm lòng vàng trong phong trào dịch rào hiến đất trên địa bàn thị trấn Mậu A có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Những ngày này, lãnh đạo huyện Văn Yên cũng trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền vận động cũng như trực tiếp tham gia giúp đỡ, lao động cùng bà con nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của phong trào dịch rào hiến đất. Chúng tôi xác định mục tiêu với thị trấn là xây dựng cái cảnh quan môi trường đô thị cũng như là phát triển cái phong trào dịch rào hiến đất, mở rộng đường. Thế và hôm nay thì tổ dân phố số 7 và tổ dân phố số 10 đã làm rất tốt cái công tác dân vận, vận động tất cả bà con nhân dân dọc cái tuyến đường Nguyễn Du, Võ Thị Sáu để dịch rào hiến đất. Đã có rất nhiều hộ gia đình là tổ chức cho tháo dỡ tường rào cổng, mặc dù đã xây rất là kiên cố. Có những gia đình hiến đến hàng nghìn mét vuông đất và chúng tôi thấy rất là ý nghĩa, xúc động trước những cái hy sinh, cống hiến của bà con đối với cái phong trào. Thế và với trách nhiệm của huyện là chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu đầu tư để làm sao cùng với bà con để xây dựng các tuyến đường ngày càng đẹp hơn. Với tinh thần mình vì mọi người, những con đường mới được làm từ sức dân chính là minh chứng cho sự đồng lòng, quyết tâm của người dân và cấp ủy chính quyền thị trấn Mậu A. Như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Tạo sức mạnh nội lực để thị trấn Mậu A phấn đấu đạt đô thị loại 4 vào năm 2025.